xin kính chuyển đến thầy Diệu Âm Tịnh Hải một câu hỏi tiếp theo. Kính thưa thầy, chuyện là con lỡ dại đã từng nạo phá thai, giờ con xin thành tâm sám hối, con muốn được làm gì đó để hồi hướng cho con của con được về Tây Phương, để cho con chuộc lại hết lỗi lầm. Con xin thành kính tri ân thầy, xin thầy chỉ giúp cho con. Tức là bác này bác ý đã lỡ dại và nạo phá thai ạ. Tức là người này có cái tội phá thai phải không? Phải không? Dạ vâng ạ. Dạ, người này có bị trước đây là có lỡ dại cho nên là có từng nạo phá thai khi đó chưa biết Phật Pháp. Thì bây giờ rất là muốn là chuộc lại lỗi lầm, là không biết phải làm như thế nào để giúp cho con của mình được vãng sinh ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Xin thưa với chư vị, thì cái phá thai chúng ta trong quá khứ lỡ lầm rồi. Bây giờ chư vị cứ hứa là không được phá thai nữa nhé. Tại vì phá thai thì Phật cấm đấy, không nên. Người có duyên với ta trong đời này làm con làm cái mà chúng ta phá thai ra, coi chừng biến cái thuận duyên thành cái nghịch duyên không tốt. Đó là điểm thứ nhất, tạo ra cái oán thần trái chủ không hay, và mang thêm cái tội của sát sanh hại vật không tốt nha chư vị. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta cố gắng. Ví dụ như là chư vị có thể kế hoạch hóa gia đình được cái không sao, nhưng mà khi lỡ có bầu chúng ta biết cái duyên rồi nên cố gắng đừng nên phá thai nữa. Thưa với chư vị, phá thai thì Phật cấm và đây là cái tội nặng. Nếu mà hàng ngày chư vị lo nghĩ nhớ đến cái tội phá thai mà lo mà sợ thì đây là ách nặng, chồng thêm ách nặng cho chư vị đấy. Tại vì khi mà chư vị cứ nhớ mãi cái tội này thì cái tội này nó hiện mãi trong tâm của chư vị, mình ứng hiện trước mắt chư vị. Rồi đến lúc mình nằm xuống, chính cái tội này nó sẽ ứng hiện ra ngay trong cái tâm của mình, nó làm cho mình hình như là không còn an tịnh, không còn vui vẻ hân hoan đến niệm câu A Di Đà Phật nữa. Chính vì cái chỗ này nó làm cho chư vị, những người phá thai có thể mất vãng sanh. Nhưng mà nếu chư vị ngộ ra con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì tình ái này nên khuyên chư vị hãy dùng cái tội này làm cái động cơ thúc đẩy cho chúng ta quyết tâm niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Coi đây là cái tội đúng quá lớn của mình, không thể nào tha thứ được. Mà nếu mình chấp nhận để mà chịu cái hậu quả của sự phá thai này thì chúng ta bị ách nặng lớn lắm chư vị ơi. Trong cái pháp niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có dạy là chúng ta đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải là chúng ta tiêu nghiệp để vãng sanh. Thì cái đới nghiệp này giảng ra hay lắm. Và hôm nay thời gian ngắn ngủi, tình hải này chỉ nói cho vị là đới nghiệp có nghĩa là chúng ta dùng cái tâm của chúng ta để thực hiện cái đạo lý nhân quả tuyệt vời, nghĩa là cao tột, để cho một cơ hội này chúng ta đi thành Phật. Là mong chư vị ngày đêm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi mỗi lần mà hàng ngày chúng ta công phu niệm Phật rồi thì đem công đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp chúng ta, thì chắc chắn chư vị cũng hồi hướng luôn cho những cái vong thai mà chúng ta nạo bỏ nó đi. Hồi hướng được bao nhiêu hay bao nhiêu đem tất cả hồi hướng hết. Rồi một lòng một dạ là chúng ta quyết chí vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì với cái pháp môn niệm Phật được Đức A-di-đà phát 48 đại nguyện, trong đó có đại nguyện thứ 18, Phật nói là bất cứ một chúng sanh nào tạo tội chướng sâu nặng như thế nào, nhưng khi gặp người chỉ điểm con đường niệm Phật vãng sanh
nghe được danh hiệu của Ngài mà chúng ta vui vẻ hân hoan niệm A-di-đà Phật, thánh hiệu của Ngài, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà cuối cùng trước khi xả bỏ bốn tông mà chư vị làm được như thế này thì chắc chắn chư vị sẽ được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh thì A-di-đà Phật thề rằng là Ngài không giữ ngôi chánh giác nữa đấy. Thật sự đấy chư vị, lấy cái đại nguyện này ra để cứu cái huệ mạng của mình, lấy cái đại nguyện này ra mà mình bám chặt cái con đường tiếp độ của Phật để chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Lấy cái đại nguyện này ra mà chúng ta làm niềm tin sâu sắc, không có cái gì bằng hoàng cá. Chúng ta đã theo nguyện để vãng sanh, đã bỏ rơi nghiệp lại trong cõi ta bà này, ta về Tây Phương bất thôi thành Phật trước. Khi mà chúng ta về Tây Phương thành Phật rồi thì chúng ta mới ồ không ngờ, trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải chúng ta chỉ sát hại một cái vong nhân, một cái vong, một cái bào thai hay là một người hai người, mà chúng ta hình như có thể sát hại tới vô lượng chúng sanh rồi mà không hay chứ vậy. Chính vì thế mà muốn cứu được những cái này, mong chư vị có quyết chí tin tưởng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Về đó rồi thì thần thông đạo lực của một vị bất thối Bồ Tát, chư vị có cái năng lực đi khắp mười phương để cứu độ nhau. Trong đó có những cái vong thai mà chúng ta bị nạ bỏ, hoặc là rất nhiều chúng sanh mà chúng ta bị sát hại. Như vậy thì cái giải quyết chúng ta là quyết lòng niệm Phật để vãng sanh, lấy cái tội trước này làm cái động cơ thúc đẩy cho chúng ta quyết chí ly cái cảnh gọi là dại khờ mê muội của cái cõi ta bà ngũ trực a thế này, đi về Tây Phương tịnh đạo đi. Rồi lúc đó chư vị sẽ thấy hình như mình về đó bận biểu hơn ở dưới này, nhưng mà chư vị yên chí đi, ta vẫn ở tại cõi Tây Phương để thành đạo, đồng thời ta vẫn đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, cứu độ chúng sanh, cứu bà con thân bằng quyến thuộc. Cho nên chư vị phải nhớ, đây là cái thần lực của một vị Phật. Khi nào thành Phật rồi chư vị mới làm được, chứ còn ở đây thì chúng ta một thân một mạng không cứu nhau được đâu nhé. Có năng lý, có ý ơi, có than khóc gì, những cái vong thai đó cũng đã chết rồi. Cho nên mong chư vị vì họ mà chúng ta đi vãng sanh đi, thì công đức vãng sanh của chư vị dồn hết cho họ, họ xin lời là vô cùng. Chúng ta đã cứu được tất cả những cái tội ác của chúng ta đã làm và trong nhiều đời nhiều kiếp đây nha chư vị. A-di-đà-phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của thầy Tịnh Hải.